Hey, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tổng quan về khóa Finance tại Santech. Thì đây cũng là câu trả lời cho rất rất nhiều bạn có inbox hỏi là khóa Finance này sẽ học những gì và thông tin cụ thể ra làm sao và kết thúc khóa học này thì chúng ta sẽ đạt được cái gì. Đó, thì rất nhiều bạn cũng quan tâm là muốn học xong cái khóa này có thể đi làm về Finance cơ bản ở mức là làm giao diện responsive, rồi là làm những thứ liên quan đến JS ở mức chưa có framework, ví dụ như là sử dụng jQuery. Đó, thì đầu tiên mình sẽ nói qua về cái khóa học này. Thì khóa học này được tổ chức tại Santech qua rất là nhiều lớp rồi, nhưng chủ yếu là lớp offline. Đó, tuy nhiên thì cái khóa sắp tới này thì Santech sẽ tổ chức dạy online cho tất cả những bạn ở xa muốn tham gia cái khóa học này. Và cái thời gian học thì nó cũng rơi vào cái khung giờ khá là đẹp, như các bạn nhìn thấy là nó sẽ từ 20 giờ đến 22 giờ thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Về cái lịch học thì các bạn có thể thay đổi, tức là có thể đăng ký lại. Và khóa này thì chúng ta sẽ có 3 project cuối khóa, có nghĩa là sẽ có 3 cái giao diện cuối khóa các bạn phải hoàn thành. Đó, và khi mà là hoàn thành 3 cái giao diện này thì chắc chắn là các bạn đã đủ sức để có thể làm được với những cái dự án liên quan đến layout, liên quan đến giao diện trong thực tế. Đó, và Santech cũng sẵn sàng hỗ trợ giới thiệu thực tập hoặc là hỗ trợ các bạn muốn xin việc dựa vào những bên mà Santech đang liên kết. Đó, thì cái nội dung chính mà chúng ta sẽ học trong khóa này thì nó là gì? Thì nội dung chính mà chúng ta sẽ học nó sẽ bao gồm trong khoảng thời gian là 2 tháng đến 2,5 tháng các bạn nhé. Là cả làm project là 2,5 tháng thì cái nội dung chính mà Santech đang phân bổ đó là sẽ có về HTML, CSS, JavaScript, jQuery và ngoài ra thì sẽ có các kiến thức như là Bootstrap và Photoshop là những cái mà Santech sẽ đưa vào nhưng mà sẽ không liệt kê ở đây thôi. Sẽ đưa vào và thực tế thì số buổi học ví dụ như HTML thì nó sẽ thường lớn hơn một buổi. Ví dụ như là học xong một buổi thì Santech sẽ dành một buổi nữa để mà chữa bài tập và nói thêm những các kiến thức liên quan nữa. Đó, sau đó thì sẽ học sang CSS. Thì đối với CSS thì sẽ học 3 cái kỹ thuật dựng layout. Thì cái đầu tiên thì sẽ sử dụng Flows, cái thứ hai sử dụng Flex và cái thứ ba thì sẽ sử dụng Grid. Grid để mà dựng layout, 3 cái kỹ thuật đó. Và JavaScript jQuery thì sẽ học tất cả những thứ liên quan đến xử lý và làm những cái ứng dụng nho nhỏ cho từng cái web đủ để các bạn có thể giải quyết được những bài toán trong thực tế. Đó, và khóa Finance này với những kiến thức này thì rất nhiều bạn cũng hỏi là vậy thì tại sao phải học CSS, HTML và vai trò của từng cái này nó ra làm sao. Thì ở cái video này mình cũng sẽ làm rõ cho các bạn luôn. Đó, thì cả khóa học này những thứ mà chúng ta sẽ học nó bao gồm là HTML, CSS, JavaScript và jQuery. Thì tất cả những cái này nó sẽ tạo nên cái website của các bạn. Đó, nó cấu thành nên website của các bạn. Và chúng ta sẽ sử dụng CSS để có thể viết responsive chạy cho đa nền tảng như các bạn đang nhìn thấy, mobile, tablet và desktop. Đó, jQuery thì chúng ta sẽ phát triển những cái JavaScript nữa. Thì chúng ta sẽ phát triển những cái ứng dụng cho phía người dùng. Rồi, thì đối với HTML, nếu mà chúng ta chỉ sử dụng HTML để xây dựng web thì điều gì sẽ xảy ra? Đó, giả sử đây là một trang chỉ có HTML. Thì khi mà chúng ta chạy cái trang này lên thì các bạn sẽ nhìn thấy giao diện của nó chỉ đơn sơ như thế này thôi. Nó đơn giản như thế này thôi, chưa có gì cả. Nó là HTML thuần túy. Đó. Và để các bạn có thể tạo ra được một cái giao diện nó đẹp hơn, nhìn nó bắt mắt hơn và nó phù hợp với người dùng hơn thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một thứ nữa đó là CSS. Thì CSS đây là một vài cái cú pháp mà các bạn nhìn thấy ở đây, nó chính là code của CSS, cũng nhìn nó cũng khá là dễ hiểu. Đó, thì với CSS vai trò của nó sẽ giúp cho chúng ta định dạng lại format của trang, nó dựng lại cái layout của trang. Đó, thì lúc này cái giao diện nó sẽ thay đổi như thế này. Đây là mình lấy một cái ví dụ demo thôi nên là giao diện nó chưa quá phức tạp, nhưng mà các bạn thấy là
Đó, khi có CSS vào thì giao diện nó sẽ thay đổi như thế này. Nó làm cho trang web của chúng ta sẽ nổi bật hơn và nó dễ nhìn hơn và nhìn nó đẹp hơn. Đó. Vậy thì JavaScript và jQuery nó có vai trò như thế nào? Nó dùng để làm gì? Thì mình có một ví dụ như thế này. Đây, thì đây là trang của các bạn. À, đây là phần code của JavaScript và jQuery. Đó, giả sử mình muốn bật lên một cái thông báo khi người dùng click vào một cái menu nào đó thì mình sẽ sử dụng hai cái cú pháp như thế này. Đối với JavaScript thì cái cách viết như ở trên, còn đối với jQuery thì cách viết nó như ở bên dưới. Đó. Và cái kết quả là khi người dùng click vào một cái menu đó thì nó sẽ bật lên một cái thông báo như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Có nghĩa là thằng JavaScript và jQuery nó sẽ bắt được những cái sự kiện của người dùng trên trang. Đó. Sau đó thì nó sẽ xử lý những công việc mà tùy từng bài toán đưa ra đó. Thì để handle được, bắt được những cái sự kiện, những cái hành động mà người dùng thao tác ở trên trang ấy, thì chỉ có JavaScript với jQuery mới có thể làm được đó. Ngoài ra thì những cái hiệu ứng liên quan đến JavaScript, những cái slideshow chạy ở trên các trang thương mại điện tử mà các bạn hay nhìn thấy đó, hay là những cái hiệu ứng chuyển ảnh các thứ, thì jQuery nó làm rất tốt cái việc này. Thì đó, đó là vai trò của jQuery trong cái khóa học này. Thì hy vọng là video này sẽ giải đáp được những phần nào những thắc mắc của các bạn về khóa học frontend, cũng như là từng cái kiến thức trong khóa học frontend này sẽ dùng để làm gì khi chúng ta phát triển và xây dựng giao diện cho một trang web. Mình xin phép dừng video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.